Đấy, bữa nay làm clip này để giới thiệu anh em con computer đời mới của Thái Lan. Vừa được bên giới thang Thái Lan giới thiệu hôm 18 tháng 12. M6240XUH. Đó, XU nha anh em. XU này đời đời sau của các dòng XU như là M5000SU, là M5000VN mình đó, với M6040SU. XU này là viết tắt của Super Utility, là siêu tiện dụng, siêu tiện ích đó. Nhưng mà thằng 6240 này nó có cái điều mới hơn tí xíu là nó có chữ H. Chữ H này theo như mình đoán là nó viết tắt có chữ Hieroglyph đó, Hieroglyph Crypto, nó in bên hông máy á, bên dưới chữ M6240SU đó. Có nghĩa là số nhớ đó. Nói vậy đi dễ hiểu, viết tắt có chữ Hieroglyph đó. Rồi bắt đầu đi. Vô phần thông số nha anh em. Con này thì nó đời sau của M6040 cho nên là vẫn đi động cơ Kubota V2403 piston 87 đó, 2.4 lít, công suất là 62 HP, cao hơn 6040 được 8 HP là 68 HP đó. 2403 turbo nha, có turbo 2.4 lít piston 87 hành trình 102.4. Tua cũng vẫn là tua 2007. Con này được Kubota Thái Lan công bố mô men xoắn là 203,5, thấp hơn thằng M5702 13 13NM. 203 là nằm trên cái mức 200 là cũng tương đối khủng đến em, tại vì con 5310 turbo dòng 64 ngựa nó chỉ có 196 NM thôi. Con này thì nó cũng giống như con 6040 nhưng mà nó giống nhất con 7040 là ở cái đèn. Cái đèn của nó nhìn là một hoặc cái đèn của em 7040, nó chỉ khác con 7040 mà nó không có lỗ mũi giữa thôi. 7040 lỗ mũi giữa xài bộ đèn nhất. Con này thì thông số nó là thông số lớp mà nó đi dẫn đi 16928 9522 mà trước là thông số của em 6040 do không lớn đó. Cho nên nó cũng có trọng lượng là chỉ có một tấn 950 thôi. Con này nếu mà đi lại vỏ nhỏ 12432 của vỏ hông nhỏ là nó chắc có thể là nó ngang ngửa còn 6040 hông nhỏ. Khoảng 1 tấn 8. Rồi con này nó cũng hai số sớ luôn nha anh em. 540 với 750. Đạt 540 dòng ở tua sớ là 2001, còn 750 là ở tua 2500. Đó, cần số 8 tiếng tâm lùi. 8 tiếng tâm lùi này là nó hợp số động tốc toàn toàn cấp số nha anh em. Số nhớ là cái vấn đề đó đương nhiên rồi. Cái này mình nói thêm thôi chứ cái đó là vấn đề đương nhiên à. Nó giống như giống 19540 đó. Này, gài cầu thụt lên thụt xuống ha. Họ một tăng 950, cái nó gầm nó cao là 41.5 cm nha anh em. Là cũng sắp xỉ được 42 đó, sắp xỉ được 4 tấc 2 đó, 4 tấc 1. Còn cái con gùa sau của nó thì tài năng thì năng được tối đa là 1 tấn 9 gùa. Nó cần tiên lùi đồng tốc á. Tiên lùi mà không cần đạp côn với dừng xe đó, không cần dừng máy luôn đó, chỉ cần gạt cái là tiến là cái là lùi giống như 9540 đó. Con này nó có thêm một cái mớ nữa là nó có được trang bị thêm cái bình này nè. Cái bình này là bình, nó gọi là bình tích lũy áp suất. Cái bình này nó nằm bên ben nè, bên hệ thống nhớt nhớt ben nè. Nó để nó nói là để giảm áp suất khẩn cấp của hệ thống thị lực để kéo dài cái tuổi thọ của con rùa đó. Con này thì dòng đời mới này thì nó được trang bị thêm cái đèn ở trên mái che nè. Đây, đèn này theo mình đó cho đèn led. Tại vì nó hơi mỏng nên là nó có mấy cái thẳng nhiệt làm sao nè, thằng nhôm nè. Hay ghế. Ghế nhìn đẹp chứ. Con này thì nó có giá là 872.000 bạc nha anh em, pass đó. Rồi tối đa thôi nha anh em, mình chỉ dựa theo thông số của thằng Kubota bên Thái Lan họ đưa ra rồi mình giới thiệu thôi. Con này tha nó số nhớt cho nên là cũng khả năng là bên Việt Nam mình hơi kén xài đó.
Nói chung thì Việt Nam mình hoặc là miền Tây, nói chung Việt Nam, nói riêng miền Tây thì số nhớt ở mình đây xài ngán là do đa số là ngán mấy cái dòng nghĩa địa, số nhớt nó hơi khó sửa khó xài, nhưng mà số nhớt nó nào nó ngay thì xài nó bền. Nhưng mà theo ý kiến của mình thì nếu mà đối với mấy con đời mới này mà nó xài số nhớt thì không có gì phải băn khoăn, giờ nó có bảo hành đầy đủ với lại đồ thay thế sửa chữa nó cũng có à. Hộp số nhớt muốn xài cho nó hư với tới chừng nào, ngại cái là hư nó hơi khó xử thôi. Nên với lại hồi đó giờ chuyên xài máy đời cũ thì nó ngại số nhớt là không có đồ sửa, nó là vậy đó. Rồi tới đây thôi nha anh em, bye.